Chiều 25 tháng 10 tại tỉnh ủy Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh sinh ngày 10 tháng 10 năm 1967 tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, ủy viên Quân ủy Trung ương được Bộ Chính trị điều động thôi giữ chức vụ ủy viên quân ủy trung ương, chỉ định giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Trưởng ban tổ chức trung ương tin tưởng ở cương vị công tác mới, tân bí thư tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh cùng ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa xây dựng đoàn kết nội bộ, xử lý có hiệu quả những tồn tại vướng mắc, phấn đấu đạt kết quả tốt những chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đó, đề nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu cùng Tân Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ổn định tình hình nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 và chuẩn bị mọi mặt tổ chức tốt thành công đại hội đảng các cấp.